kiss for you. Hi, xin chào các bạn. Rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong video giới thiệu sản phẩm của công nghệ nhiệt.com. Và như các bạn đều có thể thấy thì sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta sẽ là một chiếc tủ lạnh. Đối với những ai đã quen sử dụng hàng Nhật từ điện thì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đây là một sản phẩm của tập đoàn điện tử hàng đầu nước Nhật Hitachi. Đây chính là chiếc tủ lạnh Hitachi RX670GV màu đen gương. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem chiếc tủ lạnh này có những tính năng gì đặc biệt nhé. Chiếc tủ lạnh Hitachi RX670GV màu đen gương có thiết kế bo tròn các cạnh gọn gàng, làm điều khiển cảm ứng, mặt kính cường lực, phím cửa điện trợ lực là những thiết kế đã làm nên tên tuổi của dòng tủ lạnh Hitachi. Đây là thiết kế đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người tiêu dùng Nhật Bản cũng như là người tiêu dùng ở bên ngoài biên giới nước Nhật. Ngoài ra còn có một tính năng vô cùng hữu ích đã bị loại bỏ trên những chiếc tủ lạnh nội địa này đã tái xuất trên chiếc tủ lạnh Hitachi RX670GV, đó chính là phím cảm ứng chạm nóng. Chiếc tủ lạnh Hitachi RX670GV có dung tích là 722 lít, giúp chúng ta có thể trữ thực phẩm cho cả tuần mà không cần phải lo lắng về không gian lưu trữ. Và đây là ngăn mát của chiếc tủ lạnh này. Với 4 tầng, chúng ta có thể thoải mái trữ thực phẩm. Bên cạnh đó, với nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C, chúng ta có thể điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp để có thể bảo quản thực phẩm tươi và ngon hơn. Ngoài ra, trên chiếc tủ này, chúng ta cũng vẫn sẽ có một ngăn đặc biệt của Hitachi, đó là ngăn hộp truyền thông. Với ngăn này, chúng ta có thể bảo quản thực phẩm được trong vòng 1 tuần không bị hư. Bên cạnh đó là các thiết kế quen thuộc ở các kính tủ như thế này. Với đây, chúng ta sẽ vẫn có một khay đựng trứng quen thuộc. Cuối cùng, chúng ta cũng sẽ vẫn có một ngăn chứa nước để cung cấp nước cho quá trình làm đá rơi. Giống như thiết kế ở trên các tủ lạnh nội địa, ở phía bên dưới ngăn mát chúng ta sẽ có hai ngăn nhỏ. Ngăn phía bên trái là ngăn chứa đá rơi. Ở trong ngăn này thì chúng ta sẽ có một dụng cụ để xúc đá như thế này. Và khi đá đã đầy ngăn này thì tủ lạnh sẽ ngưng làm đá. Và ở phía bên phải chúng ta sẽ có một ngăn đông nhỏ. Ngăn này chúng ta có thể sử dụng cho nhiều mục đích, ví dụ như là để làm đá, bảo quản thực phẩm sống chín, hoặc là bảo quản những đồ thực phẩm ăn liền như là bơ, kem, sữa, vân vân. Tiếp theo, ở phía bên dưới chúng ta có một ngăn đông lớn với không gian lưu trữ rộng. Với ngăn này thì chúng ta có thể bảo quản các loại thực phẩm tươi sống như là thịt, cá. Ngoài ra, ở ngăn này chúng ta cũng sẽ có một ngăn gọi là ngăn giữ thực phẩm tươi ngon. Bộ cảm biến sẽ nhận biết và tự động chuyển sang hoạt động làm lạnh. Ngăn đông này có thể làm đông thực phẩm nhanh hơn, đẩy mạnh hơn tác dụng của khay nhôm. Và ở phía dưới cùng chúng ta có một ngăn rau. Ngăn này có dung tích tương đương với ngăn đông lớn, giúp chúng ta có thể đa dạng trong việc bảo quản thực phẩm rau củ quả. Kết hợp với công nghệ AeroCare thì ngăn rau này sẽ giúp cho chúng ta có thể giữ được độ ẩm của rau củ lên tới 85% sau tuần. Và vậy chúng ta có thể bảo quản được thực phẩm lâu hơn so với những dòng loại truyền thống. Như vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu về chiếc tủ lạnh Hitachi RX670GV màu đen gương với dung tích lưu trữ rộng lớn lên tới 722 lít, đa dạng tính năng bảo quản thực phẩm, phong cách thiết kế gọn gàng, chuẩn Nhật Bản và quan trọng nhất là sử dụng điện áp 220V rất phù hợp khi sử dụng ở Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, các bạn có thể truy cập vào website công nghệ nhiệt.com hoặc liên hệ với chúng tôi qua các số hotline miền Bắc 088 6767 888, miền Nam 086 9395 888 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các video sau. Còn bây giờ, xin thân ái và chào tạm biệt.